Dạ cảm ơn bọn bác. Và bây giờ mình sẽ đến với giọng hát của một cái anh trai. Em trai đến từ quê Đồng Tháp mà là mưu sinh thì lập nghiệp thì ở bên Sóc Trăng. Mà giờ thì lên thành phố để hát giao lưu. Hồi nãy giờ thì em nó làm cái nghề là đi bán điện thoại, mà nãy giờ lo lên tặng bông tặng hoa để điện thoại đâu xe mất điện thoại gì chứ biết nữa. Mai về vợ thế nào vợ cũng bắt về nhà luôn. Mẹ hát hò quá. Không biết chữa giờ là bán buôn được gì chưa nữa. Có tiền có bạc để mua bánh mứt gì cho vợ con chưa mà lo đi hát không. Nè bữa hát rớt quá chừng rớt là lụm nguyên rổ luôn. Nay sao? Bữa nay cũng vẫn như vậy mà để cố gắng. Cố gắng hả? Xong mê hát như vậy? Tại nó dùng cái máu rồi. Cái máu hả? Cái máu giờ nó ham văn nghệ lắm. Ham văn nghệ hả? Rồi không lo làm để tết nhất tới nơi rồi vợ con được có lo cho vợ con mà lo đi hát hò không sao? Nói chung em lên đây giờ là em cũng bán ở bên kia rồi đó. Vậy hả? Vậy nãy giờ vô đây bán vòng vòng rồi hả? Bán rồi chứ không bán nó lụm cái hết luôn rồi. Vậy hả? Nhà bán hồi nãy hết mười mấy cây chứ không thôi lụm hết luôn. Bán mười mấy cái hả? Vậy cũng ngon rồi. Rồi thôi bây giờ này hát lỗ, hát kết chương trình luôn nè. Ha, rồi chào bà con bác đi mình hát kết chương trình luôn nha. Dạ. Hát cho hay nha. Xin chào bà con cô bác ạ. Tên Hoài Hận, Hận Hoài. Hoài Hận, Hận đời đó. Kìa quận chúa, quận chúa ơi, mọi người đều có định phần riêng biệt, nhưng có lẽ ai cũng có một lần gian dở gì yêu. Tôi với nàng tâm sự giống như cũng là hai tiếng nói nơi đầu môi chót lưỡi của kẻ đóng vai trò phản bội dòng tình. Ôm cô đơn tôi thầm thương cho số phận riêng mình, cho tôi nào dám trách hờn ai bội bạc, cũng không dám đua đòi mơ ước mơ tình yêu. Cứ xem như mình không có nợ nặng nhau, và nên đối đãi với nhau như hai người xa lạ. Rồi mai đây mỗi người đi mỗi ngã, xin hãy trả lại cho nhau những ước nguyện chưa thành. Thank you.
cho mình một cái gì thay đổi. Thì kỷ niệm xưa còn gì đáng nhớ, lưu giữ làm gì cho thêm bận mà thôi. Chỉ có tôi nhiều khi tôi muốn trở về trên bên Quỳnh xa để tìm lại những gì im đềm xưa cũ. Nhưng chợt nhớ ra nơi đó không còn ai nữa, trở lại làm chi tìm chùa xó tâm hồn. Không biết rồi đấy trời phương ấy có xanh không, chăng phương đó có sáng soi dùng biển rộng. Kể từ nay đổ nát tiêu tàn, khi kẻ đi rồi không trở lại chốn xưa. Vẫn còn rất nhịp, vẫn còn sáng tả nhiều lắm nha. Về nghe chính tả nha. Dạ rồi, cảm ơn. Bữa góp ý nhiều rồi đó. Đó, bữa hát xong bữa hát về nghe lại cái clip để mình hát biết sáng tả chỗ nào để mình hát bữa sau. Bữa sau mình phải hát hay hơn bữa trước, thấy không? Dạ, nói chung cũng ham lắm nhưng mà đến đây một hai lần mới ấy. Bữa hổm này gung, bữa nay nó cũng còn gung rồi, đỡ chút. Đỡ hơn ha. Dạ. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Rồi, em gửi là... Này gửi bé nhạc đi. Dạ. Gửi bé nhạc đi. Dạ, rồi, cảm ơn quý bà con bác rất nhiều nha. Dạ, đêm giao lưu ngôi sao miệt vườn tối 25 tháng 1 2024 đến nay kết thúc. Cảm ơn tất cả quý bà con bác đã đến giao lưu và ủng hộ quán ngôi sao miệt vườn. Hẹn gặp lại quý bà con bác vào tối thứ bảy với phần với đêm nhạc của ngôi sao miệt vườn, có sự xuất hiện của các thí sinh ngôi sao miệt vườn và có sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Anh Nam, ca sĩ Võ Hoàng Lâm, ca sĩ Châu Hoàng Tiên, diễn viên Tiền Mập, diễn viên Trần Minh Dũng và Thiên Dừa thôi. Dạ, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại, cảm ơn nhiều ạ. Oh,